Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, chùa An Lạc, xã Hàm Thắng, đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu Một Ngày An Lạc do Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức. Chứng minh lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Thượng tọa Thích Quảng Cao, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc, cùng Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự huyện Hàm Thuận Bắc. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nhuận Xanh, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp tỉnh, Trưởng Ban Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc, nhấn mạnh về phương pháp tu tập nhằm đạt được đời sống an lạc và hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy, từ đó xóa tan những nhận thức sai lầm, lòng thù hận, sự ích kỷ và mê tín trong đời sống thường nhật. Sau phát biểu khai mạc, đại diện ban thư ký thông qua danh sách ban chứng minh, ban tổ chức và phổ biến nội quy khóa tu cho các tu sinh. Thay mặt ban chứng minh, Thượng tọa Thích Quảng Cao nhấn mạnh giá trị cũng như lợi ích của khóa tu mang lại, đó là niềm an vui cho Phật tử. Sau lễ khai mạc là thời pháp thoại với đề tài Tam Bảo do Thượng tọa Thích Pháp Huệ chủ giảng. Khóa tu với các thời khóa như tụng kinh, cúng ngọ và thọ trai, kinh hành niệm Phật, thực tập thiền hành và buổi vấn đáp Phật Pháp của ban tổ chức dành cho các Phật tử tham dự khóa tu. Được biết khóa tu được tổ chức luân phiên vào ngày Chủ nhật của đầu tháng âm lịch. Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ hai sẽ diễn ra tại tỉnh xã Ngọc Thiện, thị trấn Ma Lâm với chủ đề Tứ Diệu Đế.